Em thi đấu nhất. Bắt đầu. Round 1. Trọng tài công nhận và đánh giá cho vận động viên gốc Đài Sơn. Hiệp thi đấu hai bắt đầu. Round 2. Trọng tài công nhận và đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Trọng tài công nhận đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Xanh. Trọng tài đã cáo là thứ nhất vận động viên gốc Đài Đỏ. First warning for the red corner. Hiệp thi đấu thứ ba bắt đầu. Round 3.
Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valley draw for the red corner. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valley draw for the red corner. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. No valley draw. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Trọng tài không nhận đòn ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valley draw for the red corner. Trọng tài có